12 dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm độc. Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể, có kích thước bằng quả bóng đá và nằm ngay dưới lồng ngực bên phải. Nhiệm vụ quan trọng là tham gia hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, đồng thời loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài. Gan nhiễm độc bị tổn thương lâu dần sẽ khiến chức năng gan suy giảm. Từ đó, dễ gây ra các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu gan nhiễm độc giúp bạn sớm phát hiện và điều trị kịp thời. Một số dấu hiệu bệnh gan điển hình nhất có thể nhận biết bao gồm: Số 1. Rối loạn tiêu hóa. Khi gan bị nhiễm độc, không chỉ có chức năng thải độc của gan bị ảnh hưởng, mà nhiệm vụ tiết dịch mật cũng bị tác động. Dịch mật do gan sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn. Từ đó, gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu, chán ăn, buồn nôn, sợ mỡ. Đây là triệu chứng thường gặp, chiếm 60-80% ở những người gan nhiễm độc. Số 2. Thường xuyên bị mề đay, mẩn ngứa. Nếu bạn thường xuyên bị mẩn ngứa, nổi mề đay thì hãy cẩn thận, bởi đây là dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm độc. Theo các chuyên gia gan mật, gan bị nhiễm độc, khả năng đào thải độc tố kém. Độc tố tích tụ trong cơ thể, sau đó xâm nhập vào da gây kích ứng da dẫn đến nổi mẩn đỏ, ngứa râm ran. Tình trạng này thường tái đi tái lại, đặc biệt là vào mùa hè. Số 3. Nước tiểu sẫm màu. Nếu bạn đã uống đủ nước nhưng nước tiểu vẫn bị sẫm màu, thì có thể là biểu hiện cảnh báo gan nhiễm độc. Nguyên nhân là do chức năng gan suy giảm, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin tại gan, khiến nồng độ chất này tăng cao trong máu. Khi bilirubin tăng cao, được đào thải qua nước tiểu, khiến nước tiểu sẫm màu. Số 4. Hơi thở có mùi. Gan hoạt động như một bộ lọc, có nhiệm vụ tống khứ các chất thải ra khỏi máu và biến đổi một số chất trong máu thành mật để đi vào ruột, từ đó bài tiết ra theo phân. Khi cơ quan bị tổn thương, khả năng lọc những hợp chất chứa lưu huỳnh cũng bị hạn chế. Điều này đồng nghĩa với việc gan bị suy, dẫn đến việc xuất hiện mùi khó chịu trong hơi thở. Tuy nhiên, mùi bất thường này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề vệ sinh hay sức khỏe răng miệng. Người bệnh không thể giải quyết bằng phương pháp súc miệng như thông thường. Số 5. Nôn mửa dai dẳng. Khi gan bị tổn thương, khả năng lọc chất độc ra khỏi cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng, từ đó gây ra các vấn đề tiêu hóa bất thường. Lúc này, triệu chứng buồn nôn hoặc buồn nôn và nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Đây có thể là triệu chứng bệnh gan đã chuyển biến nghiêm trọng, cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Số 6. Có cảm giác đắng miệng khi ngủ dậy. Đắng miệng, ăn uống không ngon miệng là cảm giác thường gặp ở người mới ốm dậy. Tuy nhiên, dù bạn không ốm nhưng vẫn thường xuyên đắng miệng thì hãy cẩn thận. Bởi, theo chuyên gia gan mật, gan nhiễm độc, chức năng gan suy giảm sẽ không đào thải được hết độc tố. Điều này khiến cho độc tố trào ngược làm bạn có cảm giác đắng miệng. Số 7. Thường xuyên mệt mỏi. Triệu chứng này gần giống với mệt mỏi, thông thường do làm việc quá sức hoặc thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, dù bạn đã nghỉ ngơi, nhưng cơ thể vẫn thường xuyên uể oải, thiếu sức sống thì đừng chủ quan. Bởi, theo chuyên gia, thì đây là biểu hiện cảnh báo sớm chức năng gan kém, gan nhiễm độc. Nguyên nhân là do gan thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa các chất, chất béo, protein, tinh bột thành năng lượng. Khi gan nhiễm độc, chức năng chuyển hóa bị ảnh hưởng, khiến năng lượng cung cấp cơ thể không đầy đủ và kịp thời. Đó là lý do vì sao bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đuối sức khi làm việc. Số 8. Xuất hiện các vết bầm tím dưới da. Khi gan nhiễm độc, lượng protein tạo ra không đủ để tham gia vào quá trình đông máu. Do đó, da dễ bầm tím, chảy máu hơn bình thường. Số 9. Vàng da, vàng mắt. Đây cũng là biểu hiện cảnh báo gan nhiễm độc nặng hoặc mắc bệnh lý về gan mật. Khi gan nhiễm độc trong thời gian dài làm suy gan, lượng sắc tố bilirubin tích tụ trong máu tăng cao. Chất này ngấm vào các mô da, võng mạc mắt làm chúng chuyển thành màu vàng. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường này trong cơ thể, người bệnh nên thăm khám sức khỏe lá gan. Số 10. Đau hạ sườn phải. Phần lớn các trường hợp đau hạ sườn phải đều mắc bệnh lý về gan, chẳng hạn như xơ gan, ung thư gan. Cơn đau có thể nhói, nhưng thường là cảm giác tức nặng, xuất hiện rồi biến mất. Nếu triệu chứng này xảy ra thường xuyên và cường độ tăng, dần khiến cơ thể mất khả năng hoạt động bình thường, thì người bệnh cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, dấu hiệu đi kèm thường là mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, khó tiêu, sụt cân nhanh chóng. Khi tình trạng tiến triển nghiêm trọng hơn, người bệnh còn bị vàng da, vàng mắt và đổi màu nước tiểu. Số 11. Trướng bụng. Trướng bụng là một trong những biểu hiện bệnh gan dễ nhận biết nhất, đặc biệt là xơ gan, xảy ra do sự mất cân bằng protein dẫn đến tích tụ dịch. Trong một số trường hợp, dịch còn có thể tích tụ vào các bộ phận khác trên cơ thể, chẳng hạn như tay, chân. Số 12. Dấu sao mạch trên da. Dấu sao mạch là mạng lưới tiểu động mạch nhỏ, xuất hiện ngay dưới bề mặt da. Bình thường, rất khó quan sát được những dấu mạch này. Tuy nhiên, ở bệnh nhân mắc bệnh gan, thì những dấu sao này sẽ hiện rõ nét trên da, đặc biệt là ở vùng tay, cổ, mặt, nửa trên của ngực. Đây thường là dấu hiệu bệnh gan mạn tính hay gặp do uống rượu. Làm gì để phòng ngừa gan nhiễm độc? Để bảo vệ và phòng ngừa tình trạng gan nhiễm độc, mỗi người hãy chủ động giải độc gan định kỳ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để bảo vệ lá gan. Đồng thời, mỗi người hãy chú ý những điều sau. Hạn chế uống rượu bia. Một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về gan là do uống nhiều bia rượu. Theo nghiên cứu, tiêu thụ rượu bia quá mức trong thời gian dài là nguyên nhân phổ biến của bệnh xơ gan, thậm chí ung thư gan. Theo các chuyên gia gan mật, uống rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn nên cần hạn chế tối đa. Nếu có uống, thì không nên vượt quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày với nam giới, 1 đơn vị cồn ở nữ giới. Một đơn vị cồn tương đương 3/4 lon bia 330ml, một ly rượu vang 100ml hoặc một chén rượu mạnh 30ml. Sử dụng thuốc đúng cách. Theo thống kê, có tới 750 nhóm thuốc có khả năng gây tổn thương gan, đặc biệt là acetaminophen, thuốc chống viêm không steroid, amoxicillin, clavulanate, statin, thuốc điều trị mỡ máu cao, thuốc động kinh như phenytoin. Nhóm thuốc này nếu dùng quá liều, sử dụng trong thời gian dài, có thể dẫn đến tình trạng ứ động thuốc ở gan. Điều này gây ngộ độc gan, làm tổn thương hệ thống khử độc, giảm khả năng thải độc gan. Vì vậy, khi sử dụng thuốc, cần tuân thủ theo đúng liều lượng bác sĩ. Thực hiện chế độ ăn uống tốt cho gan. Chế độ ăn uống hàng ngày giữ vai trò quan trọng cho sức khỏe và gan. Vì vậy, hãy đảm bảo lựa chọn thực phẩm lành mạnh, cung cấp dinh dưỡng đa dạng cho cơ thể. Bổ sung thực phẩm như rau củ, ngũ cốc nguyên hạt giúp gan hoạt động trơn tru. Các loại thực phẩm như bưởi, việt quất, quả hạch, cá béo cũng được khuyến khích ăn vì có lợi cho gan. Uống nhiều nước giúp gan thải độc tốt. Hạn chế thức ăn béo, nhiều đường, mặn vì ảnh hưởng đến gan. Tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa giúp gan khỏe mạnh. Tập thể dục giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, ngăn ngừa béo phì. Đồng thời, hỗ trợ gan đào thải độc tốt ra ngoài dễ dàng. Vì vậy, hãy dành thời gian luyện tập thể dục mỗi ngày ít nhất 30 phút. Kiểm tra chức năng gan định kỳ. Kiểm tra gan định kỳ giúp phát hiện các vấn đề bất thường trong gan. Trường hợp bạn thường xuyên uống rượu bia, sử dụng thuốc tây liên tục hoặc gia đình có tiền sử bệnh gan thì càng phải chủ động thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp người bệnh duy trì sức khỏe, tuổi thọ và hiệu quả điều trị.